Đi đâu? Hôm nay quay lại nha khoa để kiểm tra răng của hai đứa. Tuần trước Timo nó tráng rồi, tuần này lại kiểm tra thôi. Lia cũng đi kiểm tra nữa. Sẵn đi, hai đứa kiểm tra cùng lúc luôn. Con có đau nhưng mà bác sĩ kiểm tra vệ sinh răng cho con sạch nha. Đúng rồi. Nhưng mà con kiểm tra để mà chuẩn bị răng thai mới đó. Răng vĩnh viễn sẽ nó sẽ mọc lên đó. Dạ. Rồi xong xuôi mình đi đâu con biết không? Đi đi bác sĩ xong rồi mình làm gì nữa? Đi nha sĩ xong mình làm gì nữa? Đi đi hái gì? Đi hái quả anh đào. Anh đào đi gì? Khí sơ đó. Khí sơ. Dạ. Phun papa. Này phun ốp nha. Phun Olaf. Này. Papa sếp. Này, đi đây sếp đây phôi. Papa phôi. Kindergarten fahren, ne? Alten Kindergarten, ne? Một chút nữa là quay về là mình đi hái cherry ở đây nè. Geradeaus, geradeaus. Hôm nay, heute morgen ist ganz heiß. Hôm nay, ngày mai rất là nóng. Wir haben jetzt schon 28 Grad hier. Hiện giờ là 28 độ. Nhưng mà ở Đức thì 28 độ mà ngay vùng biển nó khó chịu, nó nóng mà nó khô cả nhà. Nghe 28 độ tưởng nó mát nhưng nó cực kỳ khó chịu, và người Đức thì như vậy là họ đối với họ là quá nóng rồi. Một chút xíu nữa mình quay về mình đi đây nè, con đi hái anh đào ở đây nè. Quẹo đây, quẹo đây cũng được đó nè. Dạ, nachher später, ne? Vi xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đang đến với kênh của em Cuộc Sống Đức. Cuộc Sống Đức kìa, bà nói là Cuộc Sống Đức kìa. Con nói Lia và Timo xin cảm ơn ông bà cô chú đến với kênh của Cuộc Sống Đức. Quyên Cuộc Sống Đức. Quyên là ai? Mẹ. Cuộc Sống Đức là ai? À, tại mình sống ở bên nước Đức á, hiểu không? Dạ đúng rồi, stream. Alle denken du sprichst wie nicht, Papa. Das stimmt nicht. Ich habe zu Hause nichts zu sagen. Ich darf gar nicht sprechen. Nó nói ở nhà không đâu quyền nói đâu. Alle darf Mama entscheiden, oder Papa? Ich muss immer den Mund halten. Will Mama das entscheiden, oder? Papa? Ja. Ich habe nichts zu sagen, ich muss mal den Mund halten. Mama darf. Das stimmt nicht, Lia. Papa sagt alles. Papa redet so wie wenn ihr im Kindergarten. Weißt du noch nicht? Đây là cái hướng đi về Tra Xuân đó cả nhà. Richtung nach Tra Xuân. Ngày nữa là dì Út qua nhà mình ngủ á con. Dì Út qua nhà mình chơi một ngày rồi dì Út đi về. Con thích không? Nói dì Út như với chị Lena qua nhà mình một ngày. Rồi ai ai nuôi ai nền nát. Dạ nuôi ai vậy đó. Dì Út với chú phải đi về nhà có công việc nha. Không có lâu được, lần sau ghé lâu hơn nha con. Trời ơi, so sweat đi thảm. Không biết ba mama ao vui hình. Đi phải ao nè. Đi đi vô bàn coi quán ăn này, chỗ này mới nè, bà thấy coi có mua đồ về được không? Đây. Nha. Đi theo ba kìa. Đi theo ba kìa.
Thực ra nó ăn the shroom. Đây là cái chỗ này bán nó, ở đây người ta mua đồ dễ ăn á. Tại vì hồi trưa nay á thì tụi nhỏ 12 giờ về. Quyên không có nấu đồ ăn. Tụi nhỏ ăn ở trong trường á rồi đón nó về. Còn ông xã Quyên á thì ảnh ăn sáng, bây giờ ảnh ăn 10 giờ sáng, ảnh mới ăn sáng, ảnh ăn bác theo cái 16 tiếng nhịn, 8 tiếng ăn ở cả nhà. Nên Quyên chưa nấu đồ ăn kịp không thì ăn xong giờ đó phải đi đến nha sĩ. Do đó là ảnh mua về buổi trưa cho ảnh. Đó là essen nua kìa, không mà ra euro phấn gì. Không mà ba. Xã Quyên mua cho ảnh này đó, Quyên không có ăn. Cái này rắn đồ tay không à. Mà giá cũng rẻ lắm, có 3 đồng 50 một bữa ăn cả nhà. Cái này mấy người ở đây người ta lấy, người ta mua đồ ăn mang về á. Nãy giờ là ở phòng nha sĩ làm răng xong rồi, hai đứa kiểm tra răng rất là ngoan. Bây giờ thì gia đình Quyên lại quay về. Thì quay về hôm nay thì do tụi nhỏ nó về nhà sớm á, do đó Quyên dẫn nó đi hái quả anh đào. Tại vì anh đào mở cửa là từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều, nhưng mà hôm nay tụi nhỏ nó đi nhà trẻ về sớm á, nên sẵn vậy thì đi luôn, nhưng mà trời quá nóng luôn. Trời ơi, vô đây chi nữa mày. Thôi bà mắc văn đi. Doch, ich verschweite die Stare für die. Egal, du hebst das weg. Chim á, ba đuổi chim người ta đó, ba rảnh lắm. Rồi, nhanh lên. Vào vô vô. Cướp đi cướp. Ở bữa trước mình hái dâu đây cả nhà. Bây giờ đi hái anh đào. Còn bên đây là mận nè. Đó. Mận xanh nè. Mận xanh đó cả nhà thấy không? Guten Tag. Sour Kirsche. Süß Kirsche. Một ký 5 đồng. Hinter Baba. Weiter durch und dann abwärts. So mittig ungefähr. Mitte ungefähr. Nó có cái đồi đuổi chim á cả nhà. Kệ nó, con đừng đụng, đừng đụng. Nít anh phát sinh mút xì. Dạ, đã khăn. Đã lý bờ nít. Ồ, em chưa nâm khí bà. Không, em cầm phút em yếu đâu. Bây giờ quá trời nhiều lựa chọn rồi, bây giờ bị rối não rồi. Quá nhiều luôn cả nhà ơi. Nó đen nè. Đó. Không mà su trống cờ hia nè, su xóa xanh hia. Bé đó con ơi. Chạy cây á, tà la mình á. Nghe súng bắn sợ quá à. Ăn mắc nghẹn nuốt vô hộp luôn. Hai cây nó ngọt á. Trời ơi, nhìn nó chùm chùm nè. Happy. Chùm
chùm luôn cả nhà ơi. Má hít nước cho anh một phút. Ờ, nó chùm nào đi anh. Nghe rồi con mẹ hùng một. Con mẹ nói. Con nghe rồi mẹ yêu. Con nghe rồi hả? Dạ. Ai mà gì à? Trẻ lắm. Dây, chi nhiều quá mẹ nó trúng. Dạ. Chi nhiều đẹp cả. Rang for here. Let's get that side. Mama, mẹ mới cười quá mẹ. Timon quá trời con. Trời ơi mấy đám trời lên nè. Timon. Trời chúng đầu mẹ rồi sao? Người ta bắn chim. Dạ. Dạ. Kêu ảnh đi hai đó, ảnh ấy nắng quá, bữa nay nắng quá, giọng ghiền rồi đó, nói mà cái anh này mới thấy tận mắt là mới ghiền, chứ anh không có tưởng tượng ra nó ghiền cỡ nào đâu, thích cỡ nào đâu. Con lựa cái cây màu đen á, nó ngon. He smacked it and then it better. He be some suit of a smacked it, you know, and that. Nó nhiều loại lắm. Đi mua con hái con chơi vậy. Đó, cả nhà thấy cây không? Trái gì nè. Năm nay là trái nó còn ngon hơn năm ngoái nữa. Ôi cái chùm này nè. Look at over here. Mẹ ơi. Hái đi con. That's the lemon. Cái chùm này nhà cả nhà thấy nhầm cái xuống này đó. Thấy hoa không? Em bỏ đi con lấy màu cái màu đen nè, trái bự nè, đen nè. Mấy trái đen bóng nó con hái đi. Để hai nó chín quá. Ê Timo gãy cây của người ta, mẹ không thích như vậy đâu. Nếu con thích hái con đứng rồi. Còn con hái con hái đàng hoàng, còn không đừng làm gãy cây nó nha con. Đi hái con xong hái cây đó hả? Cây đó nhiều không? Đúng rồi. Da nó dòm từng trái rồi có lỗ không? Vì là nó không hái rồi nè, đó. Cây này ngọt quá. Bữa nay Quy mặc cái áo màu trắng á, tại đi bác sĩ á, đi vô đây mà ăn dính vô khó chứ không có ra nữa. Bà bà here sushi bà. Bắt bao sushi sushi. Come here here better. Đây là con hái cái trái nào gần con á. So far here. Nó so vai đánh kìa, nua nè ha. What do you need then? Would you prefer to have this thing? Yeah.
cây này chua nè. Cây này lắc muối ăn ngon nè, chua. Chua nó màu đỏ. Còn cái bà ngọt bay ăn rồi à. Biết vô đây là rớt tim mà bị giật mình hoài à. Nói là làm cho chim nó sợ, nó bay đi thôi chứ không có bắn chim chết. Nó sợ chim chết. Sợ chim chết tội nghiệp chim hả? Đây gia đình Quyên mỗi người một gốc. Thì mồi nó mà hái. Rồi cho mẹ coi coi nhiều đâu. Con nói với bạc con hái cái gì vậy? Ngứa chừng hả con coi chừng cái mấy cái Vanessa đó. Nãy mẹ quên cái con mặc áo quần dài mới được. Trồng được cái cây cực khổ mấy bà chim mới lại vào. Đi con. Cái máu đi mày coi coi. Mày coi coi. Con cầu. Mày coi lại mày coi. Cái máu hay là cái hành đạo. Cái hành đạo ông ơi. Con sợ cái máu. Không phải, đây cây chim bự đó, chùm nó bự rồi con. Nè con. Này. Kisser. Ngu Kisser. Nè trái đi bự, chùm này bự nè con. Đi ơi. Bên đây to nè, con hái đi. Biết Timo làm gì cả nhà. Nó lụm được một đồng tiền đó. I guess just the bone you found today. And one took me here. Nick got hot on nha. Nè. Timo was sad. Nó nói giờ nó giàu rồi đó, có tiền rồi đó, trời ơi. Nó nói giờ nó giàu rồi. Nó gửi một đồng đó là nó ăn kem nó rất suốt đời luôn á. Dạ, anh tôi phải đi. Đi hát thôi xuống. Phố mơ rồi, ai ký lô bà? Dạ. Tôi phải đi đá xói đó. Dạ, hát phải lấy dạ, hát phải lấy dạ. Ich habe auch zu viel gegessen, habe ich bloß 2 Euro bezahlt fürs Kilo. Die Bauch rein süß hier. Ja. Komm, Lia. Jan, du hast, guck mal so vorher. Du hast im Port verbracht, wir essen, ne? Du hast am Bord, du dann, ne? Kann ich sehr, da kriege ich nicht mal eine Kirsche für gekauft, das ist nur wenig näher. Hat das Timus oder hat er es gefunden? Hat er gefunden. Und warum ist die nur einer? Das ist der Gap, nicht der Hot One. Okay? Hat jemand verloren? Ja. Das weiß ich. Wenn du weißt, der Hot One, du musst zurück, okay? Ja, weiß ich nicht. Du weißt nicht? Ja, ai kann sich verhalten. Hier ist noch so voll, guck mal, ne? Hai đứa làm gì không biết nữa. Hai cái đồ bắn đạn á. Ich kann ohne. Ja, bác sẽ bà ba vách đi. Thái bà ba mà. Das wird gerade wohl nur gefährlich. Weil die knallt in der Hand, dann ist die Hand kaputt. Na, da erst mal ein paar Käse, komm. Wie leicht ist die Patrone? Hat sie niemand die Vogel abgeschossen? Das sind Patronen. Du kommst nur erst mal ein paar Käse.
sind deswegen hergefahren. Haben Sie mit der Plätzchen einen Film gespielt? Ja, auch, ne? Nee. Ja, con làm gì con? Đi kiếm tiền, trời ơi, đi kiếm lụm này hay gì? Dạ, bắt nít rồi. Ja, ich habe da die Platzkartone. Hier habe ich irgendwo die Platzkartone gefunden und du hier. Trời ơi, Timo à. Con không hái đi, con lụm kia kiếm tiền đâu ai rớt nữa đâu. Người Đức ít rớt tiền lắm, họ cất tiền kỹ lắm. Die Deutsche verloren gäbe nicht. Em sie passen auch, gäbe auch. Ja, kann sein, einer und verloren passiert, das ist selbst, nicht so wie. Không biết mình người ta buồn. Đúng rồi, của người ta chứ mấy của mình đâu, mình không có nên. Dạ, yeah. Da kommt der, reicht, ne? Ich hab tschüss. Tschüss. Tạm biệt. Tạm biệt, ông ơi, tạm biệt. Tạm biệt, tạm biệt ông bà cô chú đi con, mình đi về. Cái này nó bị lỗi rồi con. Nein, das nein nicht rồi. Doch, auch das hier. Da geht. Ja, das Geld habe ich gefunden mit Fußboden, Mama. Ông nói chuyện để cho người ta bên nha. 3 euro, Papa, đi ra. 3 euro? Dạ. Gift này. Ông xào lắm. Ông thấy cái cậu bé bên kia, cái ông nói chuyện lớn nên người ta nghe là ông có lượm được đồng tiền 3 đồng. Mà ở đây có đồng nào 3 đồng, đồng 1 đồng, 2 đồng. Chứ đâu có đồng nào 3 đồng đâu. Ông xào mà xào không có cơ sở luôn á. Để ra ngoài coi cần bao nhiêu ký nha cả nhà. Đó, cái chùm nó đen rồi ở trên luôn á. Nhiều lắm. Ai mà mê vô đây là mê chết đi đó. Nhưng mà Quyên hái hàng năm rồi nên giờ Quyên hết cái cảm giác ban đầu hết rồi. Thôi ơi cái chùm nè, nhìn thấy không? Đó. Đó. Vừa gõ tay, vừa xe ô tô, vừa thêm cái máy nữa. Mà không làm lợi với mấy cái bà chim này. Ăn mà ở nhà thấy miệng dính đỏ, cả nhà thông cảm nha. Thầy nắng cháo không thấy. Quyên chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video của Quyên. Không biết nguyên nhiều để Quyên hỏi cái nha. Dạ, để up game. Dạ, up game thì một. Ein Euro und Spielzeug zu kaufen. Cool. Wie viel Kilo, Baba? Deine Ameise ist nicht so gut. Was? Deine Ameise ist nicht so gut. Tổng cộng là ông xã mình trả là 16 đồng á, thì rẻ. 16 đồng thì tính ra giờ thì coi nhiêu ta? 10 đồng 200 mấy. 6 đồng nữa thì không 400 ngàn. Nãy có chòm trái ta, trái mận thử coi nó chua không. Ông không có ăn, không có hái mày, cái quần ông dính dơ nè. Nó ăn, nó bẻ xong nó chay ta giữa quần. Finger back. Còn đây là mận đó. Hẹn cả nhà mùa mận nha. Papa, Simon, wir haben 1 Euro. Papa, das ist 1 Euro oder nicht? 20 Cent hast du. 10 mal so viel als Timo hat. 5 Ngàn. Ich habe dir 1 Euro 50 Trinkgeld gegeben. Ne? 1 Euro 50? Ja. Du hast es Lia gegeben, die hat es nicht gefunden. Nee, hat Lia gefunden. Aber Lia hat noch mehr als du. Jetzt geht's nach Hause. So warm, sag ich nicht. Guck mal, alles nass hier. Die hat am besten, die hat kurzes Kleid an.
Die Männer schwitzen so, die haben immer eine Hose an. Ne? Mama auch lange Hose, weil der heute sind wir aber Mama immer lange Hose oder lange Leitung geht nicht anders. Cái chân của mẹ bự như chân voi đâu có mặc đồ ngắn được, xấu lắm. Mẹ cần tạm biệt mà cô chú đi con. Ngắn đổ mồ hôi. Cái mặt Quyên á da dầu. Schnell ins Haus rein, ich habe sie. Rồi rồi, bà nói chuyện được rồi cả. Klimaanlage angemacht. Sassi, danke schön, ihr schauen. Danke schön fürs schauen. Vor schauen. Oh, wir sind so satt. Ich bin so satt. Ich mag, kein Land. Wie viel Kilo? Weißt du nicht mehr? Ungefähr 3 Kilo. Mehr 3 Kilo. Ja, ja, ja. Mehr 3 Kilo, ja. Ich habe einen Zettel. Zettel habe ich mitgenommen. Ja. Mua khoảng, trả là khoảng, anh thấy trả 16 đồng, vậy là 14 đồng rưỡi chưa được. Này, đốc nít 3 kilo, 3 kilo xun phun xin euro. Ja. Mehr. Nóc đi. Weniger. Weniger phun xin 3 kilo. Hấp riêng ghép, ai cấp 1 euro, dạ. Ai rồi phun xịt rồi. Tổng cộng anh ăn có 400 ngàn à, mà 3 ký mùa này ăn vậy chứ vài tháng nữa là thèm không có ăn. Đi mua ơi, ông bà cô chú muốn nhìn thấy con tạm biệt kìa. Tạm biệt, tạm biệt. Dễ cưng không? Bei Timolia bisschen her, weil du hast schon abgemacht, oder? Die haben die aufgemacht, die Kinder waren das. Timo nó mở cái vòm xe bởi vì nó sáng. Die ganze Sonne jetzt ab. Die poolen da auch schon oben, weil dürfen sie gar nicht machen. Aber es ist ja schön, weil ein bisschen her. Hôm nay thấy camera đẹp, ai ngờ nhìn lên thấy nó mở cái trên này, bởi nó ánh sáng. Xuân vé đi thôi đó. Hôm nay là cái người ta thu, người ta lấy rác giấy. Quyên tới nhà rồi nha. Quyên kính chào cô chú anh chị và các bạn. Tạm biệt. Chào tạm biệt.